hiện trường tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương. Ba từng lội xuống suối tìm nhưng không thấy con. Có cánh tay dơ này nè, các bạn thấy không? Đó. Đó, ngay cánh tay là ngay chỗ. Có áo sọc 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 đó. Mọi người thấy không? Tôi phóng to đây nè. Khó thấy lắm, tại vướng cành cây này khó thấy lắm. Thông tin từ công an huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương trưa ngày 20 tháng 10 cho hay, sau gần 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể bé Lâm Gia Hưng sinh năm 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến. Theo thông tin ban đầu, bé Hưng được phát hiện nổi lên tại một con suối cách nhà khoảng 600 mét, xung quanh con suối là cây cối rậm rạp. Tại hiện trường, một người đàn ông được cho là người thân của bé Huyện đã suy sụp, ngồi bệt xuống đất bật khóc khi xác định thi thể được phát hiện dưới suối chính là bé Huyện thậm chí. Người đàn ông này nhiều lần muốn lao xuống suối để vớt cháu bé lên nhưng đã được mọi người ngăn cản, đề nghị chờ cơ quan chức năng đến làm việc, điều tra xung quanh để có kết luận rõ ràng về sự ra đi của cháu bé 2 tuổi. Liên hệ với gia đình, người nhà của bé Hưng cho biết gia đình đã tổ chức tìm kiếm bé trong nhiều ngày qua nhưng không phát hiện. Người nhà bé Hưng chia sẻ, mấy ngày trước, trời mưa rất to, ba cháu Hưng đã từng lội xuống con suối gần nhà tìm nhưng không thấy con. Hiện, cả ba mẹ bé đang cung cấp lời khai tại cơ quan công an. Khi cháu mất được 5 ngày, người dân gần con suối mới nghe mùi bốc lên. Tình hình đang rất rối ren, cả nhà buồn và thương cháu lắm, người dân cho biết thêm. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 10, bé trai chơi trước nhà cùng mẹ. Khi người mẹ vào trong nhà một lát trở ra thì không thấy con trai đâu. Cả gia đình bé tìm kiếm nhưng không thấy cháu nên đã trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan công an và hàng trăm người dân đã cùng vào cuộc tìm kiếm, tỏa đi các hướng, nhưng không tìm.